À, xin chào tất cả mọi người thì à, ngày hôm nay nhật có một chút xíu cái câu chuyện à, muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn à, trong cuộc sống này á mỗi một con người chúng ta sinh ra đó không có ai chọn cho mình được nghèo mà cũng không ai biết cuộc đời mình sẽ giàu thì à, mà cũng không ai biết cuộc đời mình mình làm đến khi nào mình mới đủ giàu mình làm đến khi nào để mình à, thoát nghèo mình làm đến khi nào để mà nó vừa đủ thì cái này à, không bao giờ mình bản thân mình tính được chỉ có uh, cuộc đời mình gieo nha mình gieo được những cái gì nó tốt đẹp mình làm được những cái gì nó uh, phước đức thì chắc chắn một điều là ai rồi cũng có những cái sự may mắn ai rồi cũng có những cái bước ngoặt của cuộc đời để thay đổi thì uh, cái, cái, cái 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 tâm niệm của uh, của nhật cũng vậy khi mà uh, mình đạt được một cái cái cái, cái uh, cái mà mình đạt được một cái công việc hay là mình đạt được cái những cái thành quả nào mà bản thân mình làm ra đó thì mình cảm thấy nó đủ thì mình sẽ nghĩ đến những cái cuộc sống những hoàn cảnh khó khăn những cái người bất hạnh bất hạnh hơn mình nhiều khi mình nghĩ mình ngó lên mình không bằng ai nhưng mà mình nhìn xuống thì thật sự là mình nói mình cũng đỡ hơn biết bao nhiêu người đó quý vị thì đó là cái 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 cách sống của Nhật thôi. Thì à, ngày hôm nay thì à, Nhật muốn à, chia sẻ với quý vị về cái suy nghĩ và cái chính kiến riêng của Nhật khi Nhật xem được cái video của ông áo vàng cũng như là à, một cái người bên à, địa ốc nhà đất. Thì mình tiếp tục cái câu chuyện à, về cái sự à, quan tâm đến à, cô Kim Ngân cũng như là chị nghệ sĩ danh này Thí Nga nha quý vị. Thì à, sáng nay thì Nhật cũng có xem được một cái à, video uh, của ông máu vàng cũng như có sự xuất hiện của cô bên uh, địa ốc nhà đất thì đầu tiên là cái cô địa ốc nhà đất đó thì cô trả lời uh, phải nói là rất là mạch lạc rõ chi tiết nhưng mà uh, trong những cái câu nói đó uh, thì nó hơi uh, lũng củng nó hơi uh, uh, Lũng củng và hơi từ từ uh, thì mình cũng hiểu đôi khi cô cũng nói tiếng anh đôi khi cô cũng nói uh, tiếng việt nhưng mà trong cái câu chuyện cô chia sẻ thì thật sự là uh, rất là rõ ràng mạch lạc rất là chi tiết nhưng mà nó cũng có hơi một chút xíu là uh, từ, từ 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 đó đó thì uh, rất là cảm ơn cô đã lên chia sẻ về cái việc mà mua như, uh, cùng với lại ông máu vàng để mua nhà cho cô kim ngân thì thật sự nếu mà mình xem lại tất cả mọi câu chuyện thì mình cảm nhận một điều như thế này là quý vị thật sự cô kim ngân còn gia đình còn em trai còn mẹ mà ông áo vàng thì rất là có cái tấm lòng mà để tặng cái ngôi nhà cho cô kim ngân thì cái tấm lòng đó thật sự là nếu mà tặng nguyên một cái ngôi nhà như thế thì thật sự là tấm lòng nó quá tốt một cái mạnh thường quân quá tốt quá yêu thương cô kim ngân nhưng mà trong cái tình trạng cô kim ngân như thế đó thì không biết mà trong cái tình trạng cô kim ngân lúc tỉnh lúc mê rồi lúc nhớ lúc quên đó thì mà không hiểu mình cũng không hiểu lý do tại sao mà ông áo vàng lại cứ quyết định là nhất định nhất định là phải tặng cho cô kim ngân mặc dù là giấy tờ cô kim ngân thì mẹ cô kim ngân giữ lúc đầu tiên là chị thí nga có vẫn đi làm rồi sau này chị thí nga có chia sẻ là đã đưa cho mẹ của cô kim ngân rồi nhưng mà tạm thời trên mặt giấy tờ thì ông áo vàng lại đứng tên trong khi đó giấy tờ của cô kim ngân thì lại có thì uh, theo con nghĩ nghe ông áo vàng theo con nghĩ như thế này uh, bây giờ uh, ông áo vàng lại nói là giấy tờ cô kim ngân thì có nhưng mà uh, bên kia họ không đưa bên kia họ không đưa rồi ông áo vàng có nói là uh, nếu chúng ta giúp đỡ cô kim ngân thì mọi người phải đồng lòng với nhau giúp À, à, cô thi Nga hoặc là mẹ của cô Kim Ngân thì nên đưa giấy tờ. Lúc đầu thì ông nói là à, không đưa mấy người bên kia chắc là cũng không muốn muốn đưa. Rồi lúc sau thì lại nói là chúng ta cùng chúng ta giúp cô Kim Ngân thì à, mọi người nên đưa giấy tờ để ông làm chuyển nhượng cái tên qua cho cô Kim Ngân để cô Kim Ngân đứng sở hữu cái nhà đó. Rồi thêm một cái câu nữa là ông áo vàng lại nói nếu như mà mọi người đó làm khó quá không đưa thì à, có thể là ổng cô Kim Ngân trên 18 tuổi rồi có thể là khai báo um, để mà làm giấy tờ mới nhưng thật ra gì nè theo theo bản thân của con nghĩ nghe ông áo vàng cô Kim Ngân còn gia đình còn mẹ còn em thì tại sao mà ông áo vàng không đến trực tiếp đến mẹ của cô Kim Ngân để mà mình bàn bạc mình nói chuyện với nhau hoặc là có thể là mình kêu cô Thí Nga đến để mà cùng nhau chia sẻ cái định hướng là giúp cô Kim Ngân như thế nào chứ bây giờ mà cứ ông áo vàng lại người có một cái kênh phỏng vấn ông áo vàng thì ông áo vàng nói là nếu mà những người kia không đưa thì 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 ông áo vàng lại sẽ sẽ đi làm giấy tờ sẽ đi làm giấy tờ hoàn toàn mới là cho cô kim ngân thì cái điều đó nó hơi bị vượt qua cái mức cái mức đất đắng dinh thành là trong khi mẹ cô kim ngân đang còn sống giấy tờ cô mẹ cô kim ngân đang giữ thì thật sự là nếu trường hợp mà mẹ mẹ cô Kim Ngân không còn à, mẹ cô Kim Ngân mà 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 không còn á thì ông áo vàng có thể làm cái điều đó còn ở đây á là mẹ của ki, cô, cô Kim Ngân đang còn hiện hữu đó thì lẽ ra là ông áo vàng phải đi phải đi đến nhà gặp phải đi đến nhà gặp mẹ của cô Kim Ngân để mà mình cùng nhau bàn bạc để mình nói chuyện đưa ra một cái phương án một cái giải pháp Đúng đắn và nó hợp lệ nhất Để mình không có xảy ra Một cái chuyện lùm xùm giữa đôi bên Tại vì mình xem rất là nhiều video Thì mình thấy một điều là Ông Á Hoàng nhất quyết phải tặng Một cái ngôi nhà cho cô Kim Ngân Ông có nói là nếu như mà mọi người kia làm khó quá, không đưa giấy tờ thì uh, uh, Ông có thể đi làm, uh, ông có thể là cô kêu đi làm giấy tờ mới là cho cô Kim Ngân Tại vì cô Kim Ngân trên 18 tuổi rồi Đúng, thật sự, đối với Việt Nam á, trên 18 tuổi Họ vẫn là thành viên trong gia đình, họ vẫn được cha mẹ luôn chiều, lo lắng Nhưng đối với bên đất Mỹ, trên 18 tuổi là mày bước Trên 18 tuổi là có thể bước ra ngoài xã hội Tự lo, tự ăn, tự mặc, tự uống, tự uh, thuê nhà ở, tự đi kiếm việc làm Cái điều đó đúng, uh, sư... Uh, ông 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 áo vàng nói rất là đúng nhưng mà ở đây á nhưng mà mình là một cái con người Việt Nam với nhau thì mình là cùng nói tiếng Việt với nhau thì cái tình cảm lúc nào nó cũng đông đầy hết trơn á thì đáng lẽ ra cái việc này là con nên nghĩ là ông áo vàng phải đến nhà gặp mẹ của cô Kim Ngân để mà mình có một cái cuộc thảo luận để mình đưa ra một cái chính kiến hoặc là một cái suy nghĩ một cái định hướng để cho cô Kim Ngân tốt đẹp để mà 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 mình lấy giấy tờ để mình làm mình tặng một cái ngôi nhà thì nó quá giá trị và ý nghĩa tại vì thật ra thì tóm lại tất cả mọi người trên cộng đồng cả trong nước và ngoài nước thì mọi người cũng đang biết là tình trạng của Kim Ngân là đâu phải là người bình thường lúc tỉnh lúc mê lúc thì nhớ lúc thì không nhớ có những cái câu nói rất là hài hước có những cái câu nói <laughs> bực tức lên thì nói nó cũng không có nó không có 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 có, có hay thì mọi người cũng thấy rồi đó tóm lại là 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 theo con đã xem được một cái video của ông áo vàng trả lời cho một cái kênh truyền hình rất là nổi tiếng thì ông áo vàng nên nên nếu mà bây giờ trên thực tế là cái cô bên địa ốc trả lời là giấy tờ tạm thời là bên ông áo vàng đứng tên ờ, ông áo vàng đứng tên tại vì cô kim ngân không có giấy tờ không có tất cả gì hết không có social id không có tất cả mọi thứ gì hết thì thì, thì giấy tờ hiện tại cô Kim Ngân vẫn đang còn có mẹ cô Kim Ngân đang giữ thì con nghĩ là ông áo vàng nên đến nhà để gặp mẹ của cô Kim Ngân để mà chúng ta bàn bạc và chúng ta lấy giấy tờ ra để chuyển nhượng qua cho cô Kim Ngân thật sự nếu ông nếu ông áo vàng có một cái tấm lòng mà tấm lòng tốt bao la như vậy tặng ngôi nhà thì mình phải làm đêm của việc đó nó cũng rất là đơn giản nó không có gì phải khó khăn hết trơn á chứ bây giờ mà uh, mình không gặp trực tiếp thì làm sao mình biết họ có đưa? mình không gặp trực tiếp với gia đình của cô Kim Ngân mẹ cô Kim Ngân thì mình uh, làm sao là mình lại dám nói là họ chưa, họ không không có ý định đưa? mình cứ gặp mình nói chuyện đi rồi nếu họ không đưa thì mình có thể là mình tự mình đi làm giấy tờ mới là cho Kim Ngân thì cái điều đó nó quá đơn giản chứ tất cả mọi người ai cũng cùng chung tay để giúp đỡ cô Kim Ngân mà Chứ uh, bây giờ là mình 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 lại tự quyết định cái quyền là nếu mà họ không đưa giấy tờ thì mình tự đi làm mà trong khi mình chưa có gặp gỡ họ để mình trao đổi cái việc là có nên lấy có nên lấy giấy tờ từ họ để mà mình làm cho nó thuận tiện không thật sự là con xem video đó, con thấy ông Áo vàng đó nhất quyết nha, khẳng định nha, chắc chắn nha, là phải tặng cái ngôi nhà đó và cô Kim Ngân phải đứng tên mặc dù hiện tại là nếu thật sự có mua ngôi nhà đó đi chăng nữa thì tạm thời là cái người đứng tên là ông Áo vàng còn uh, uh, sau này uh, thì cô Kim Ngân có chứng minh được tài sản giấy tờ đầy đủ uh, này kia Thì mới chuyển nhượng qua cho cô Kim Ngân đứng tên Thì cái thời gian đó con không biết là khi nào Con cũng không biết là khi nào Còn cái việc mà uh, 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 ông Áo Vàng ông bảo là uh, Chắc chắn là ông cũng không ở Ông không, cũng không có ở uh, Bô Sa đã lâu Ông không, cũng không có ở cái khu vực chỗ của Kim Ngân lâu Ông sẽ đi các tiểu bang khác Ông sẽ đi các nước khác Thì thay vì ông nói như vậy Thì có nghĩa là bây giờ thay vì cái câu chuyện đó mình cũng kết thúc đi mình có thể là bây giờ mình đến nhà của cô kim ngân để mình gặp mẹ cô kim ngân tại vì cái người giúp đỡ cô kim ngân nhiều nhất là chị thí nga còn cái người mà chia sẻ về cái thời thơ ấu cũng như là quá khứ cũng như là uh, những cái điều mà không tốt những cái điều mà uh, dĩ dãn hồi xưa của cô kim ngân thì là mẹ cô kim ngân là người chia sẻ với lại chị Thi nga rất là nhiều gặp trực tiếp cũng hai ba lần rồi nói chuyện điện thoại cũng hai ba lần thì thật sự là mẹ cô kim ngân đặt cái niềm tin mãnh liệt vào cô thí nga cho nên là mấy họ mới chia sẻ đến những cái bước ngoặt cuộc đời của cô kim ngân thì cái tình cảm đó thì nên là nên là cái càng ngày cái sự mà dẫn dắt Dìu dắt của chị thí nga dành cho cô kim ngân càng ngày càng ngày mọi người trong ngóng chờ đợi những clip chờ đợi những cái cách uh, sinh hoạt ngoài xã hội của cô kim ngân và chị thí nga thì cái điều đó là một cái 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 điều tốt thì mình đã công nhận rất là lâu rồi. Còn cái việc mà bây giờ muốn mua nhà thì con nghĩ là ông áo vàng nên đến nhà để gặp mẹ của cô Kim Ngân để mà chúng ta cùng nhau nói chuyện, chúng ta cùng nhau uh, đưa ra một cái phương án là giấy tờ hiện tại thì mẹ của cô Kim Ngân đang giữ thì có thể là đưa cho ông áo vàng hoặc là cùng với ông áo vàng đi xe đi làm giấy tờ, đi sang tên để giờ mua một cái ngôi nhà đó cô Kim Ngân đứng tên mà đó là như vậy thành rất là hợp lý nha đối với bản thân con suy nghĩ như vậy à, quý vị biết không à, còn thêm một cái câu chuyện nữa là mình nghĩ đơn giản một điều đơn giản một cái điều duy nhất bây giờ nè chị hiện tại chị nga còn đang ở bên mỹ thì chị nga sẽ uh, tiếp tục quay những cái video về cô kim ngân đi và tiếp tục uh, cái ngôi nhà đó nếu có mua rồi để đó mua rồi mình để đó đi mình để đó đi cũng không có mất mát gì uh, nhưng mà cái điều quan trọng là thấy cô kim ngân ở nhà của chị quyền là hợp lý nhất Đối với cá nhân của mình, sau bao nhiêu lần mình xem được những cái video của chị Thí Nga từ tập 1 đến tập 86 là mình thấy đi vòng 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 tóm lại là ở nhà của cô Quyền là một cái sự an toàn và một cái sự tình thương, tình cảm, một cái sự ấm áp từ gia đình là mình thấy cái điều đó quá hợp lý và chị nga có những lúc chị nga rảnh thì chị nga đi qua uh, chở đi shopping đi ăn đi uống uh, cái tình cảm chia sẻ nói những cái câu chuyện rất là vui rất là hay để cho tinh thần của cô kim ngân trở lại một cái con người bình thường và cộng thêm đó là cái sự giúp đỡ từ gia đình của chị quyền và hai vợ chồng của bé yến và bé Tấn thì mình cảm nhận một điều là đó mới là cái 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 cái, cái tình cảm mà uh, cô kim ngân đang thiếu và cái uh, tình cảm mà thiên liêng từ uh, các uh, người xung quanh. Và đặc biệt một điều nữa là uh, cô Kim Ngân là một cái người không có tỉnh táo không có bình thường nhưng tiềm thức uh, cô Kim Ngân vẫn còn nhớ những cái uh, cái gì trong quá khứ và đặc biệt là cái máu nghệ sĩ trong trong người của cô là nó không bao giờ nó hết. Cái máu nghệ sĩ trong người cô lúc nào cũng còn hết trơn á nhưng mà À, cô Kim Ngân hiện tại không có tài sản, không có, không có gì chân á, thì mọi người không có gì lợi dụng chân á. Nhưng đặc biệt một điều là cô Kim Ngân có tình cảm bao la của khán giả trong và ngoài nước, có tình yêu thương của các cộng đồng người Việt, có tình yêu thương đặc biệt của những người nghệ sĩ. Đó là bao nhiêu, đó là đủ lắm mà cô Kim Ngân bây giờ là cũng trên 60 rồi, thì cái tình cảm đó nó không có nó không có ví bằng tiền bạc nữa, đó hiện tại cô mình cảm nhận được một điều là cô Kim Ngân chỉ cần tình cảm gia đình thôi cô Kim Ngân chỉ cần những người con gì như vậy là quá đủ rồi Cảm ơn tất cả mọi người nha thì ngày hôm nay Nhật xem được cái video của ông áo vàng chia sẻ thì Nhật có là cái chính kiến của bản thân mình thì ngày hôm nay Nhật lại chia sẻ trên cái 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 video này cho tất cả mọi người cùng hiểu Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều Xin chào